một khối ông nội mẹ ơi, nó lên trời nè. Trời ơi. Ở đây thì có một cái chiếc xuồng. Không dám ăn ra. Trời ơi. Quá trời dã man thiệt. Một khối nhỏ xíu à, tội mẹ ơi, cái này mà đi bắt ông rùi thì tới luôn, ông rùi bay hết trơn luôn. Ông mà rẻ cũng chạy nữa, đừng nói ông rùi. Đúng là trời không có vô. Bây giờ đẩy chiếc này lùi luôn các bạn. Nè, nó gắn vô vào chiếc này lùi luôn rồi nè. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình nha. Thì hiện tại mình đang đứng ở trên cái cầu Dàm Gầy nha các bạn. Đó, thì hai cái chiếc Thống Nhất nó đang qua mặt nhau và hiện tại thì chỗ này nó rất là cạn. Và một chiếc Thống Nhất mép bên tay phải, mép bên đây nè, nó đang mắc cạn rất là nhiều và đang bị gướng cái mũi ha. Và bên kia, chiếc bên kia thì đang qua mặt. Không biết là có cọ nhau không ha. Giờ mình thấy cái chiếc bên đây rất là cạn các bạn. Như các bạn thấy thì tim mà dưới đất nó lên như thế này đây. Ục luôn rồi các bạn. Đụng đất luôn rồi. Dữ lắm, cạn rồi. Đó thì hai ông kia cũng đang qua mặt. Và đó là một cái cách rất là khó khăn nha các bạn. Cùng hãng luôn. Đều là Thống Nhất ha. Thì qua được cái phần mũi rồi. Còn cái phần lái của cái anh này thì đang gắn về bên kia hơi nhiều. Mình nghĩ là không sao ha. Vì đưa cái trái độn xuống thì nó hơi cắn chút xíu là cũng qua được, không sao hết. Nhưng cái khúc này là rất là cạn các bạn. Thì hai cái anh này thì anh đang xem là có cọ không để mà thả trái độn xuống nè. Và nó là sát gạt luôn. Và cái chiếc Thống Nhất bên đây thì như các bạn thấy ha, là nó đã gướng lên bờ, nó đang nghiêng một bên nữa các bạn. Nghiêng hơi hơi. Hiện tại thì anh đang đứng một chỗ luôn. Chỉ có chiếc kia là qua mặt được thôi. Ôi ôi. Phải là sông này là mùa này thì năm nào cũng bị mắc cạn ha. Chiếc bên kia thì Thống Nhất mấy không biết nữa, mình thấy số 7 ở phía sau. Bây giờ anh phải đạp cái lái lại nè, là nó nghiêng một bên luôn kìa. Anh bên kia thì móc mũi ra, anh này thì móc mũi ra theo luôn. Quá trời, sông này nó cạn. Trời, anh này la dữ rồi. Không biết là có cọ không ha, mà anh la dữ lắm rồi các bạn. Cái anh bên đây thì lên ga lai ga để đạp tới để câu cái mũi lên nè. Mà không biết là nếu mà né cái lái này qua là cái mũi nó sẽ ghim qua bờ bên kia luôn nha. Anh này anh ngồi đây anh đấu khí thế luôn rồi. Ôi ôi nó sát rồi nè các bạn ơi các bạn. Sình nó lên kìa. Sình nó lên rồi cục. Ôi ôi. Chỉ còn tầm 1 mét mấy thôi là đã hút ha. Ôi ôi. Ok. Và cái khó bây giờ đó các bạn là cái mũi của cái anh này là anh ghim qua bờ bên kia luôn rồi. Bây giờ bắt buộc anh phải ve lại nè. Đó. Một là ve hay là đạp cái lái lại ha. Anh này anh rất là thương máy, anh không có chạy lớn ha các bạn, mà chỉ chạy một cái mức ga nào đó để mà nương cho cái ghe nó ra thôi.
sình phải nói là lên một khúc luôn các bạn, rất là cạn, xong rồi là cực kỳ cạn này, hay là cái chứng dịch, cái chân dịch của nó là nằm ở dưới đất luôn các bạn. Rồi thì hiện tại giờ là anh quay cái mũi ra rồi, cái phần lái anh chỉ đạp lái là xong ha. Và anh bên kia cũng vậy, ở phía trên kia thì cũng có một cái chiếc đang đổ xuống đó các bạn, mà không biết là mình chạy lên trên kia mình quay kịp với các bạn không ha. Có anh đang cũng đạp lái nè. Thì sau khi cái chiếc hai chiếc thống nhất vừa qua mặt đó các bạn đó, thì bây giờ tiếp tục thêm một cái chiếc thứ hai nữa qua mặt cũng chính cái tại cái chỗ địa điểm cũ ha. Phải nói là xong này quá cạn này, muốn qua mặt phải nói là một cả một cái vấn đề khó khăn luôn ha. Ôi ôi, sình nó lên là tim nó lên ủng ủng luôn các bạn. Chiếc bên kia thì nó nhỏ hơn, nó không có bằng chiếc thống nhất. Khoảng cách cũng rất là an toàn. Có hai cái chiếc hồi nãy thì khi mà qua mặt thì phải nói là nó sát gạt luôn. Chiếc xà lan này là ở Cần Thơ ha. Trời ơi, anh nhỏ bên kia thấy gì mà còn một khoảng trống nhỏ thì anh cũng chèn nữa. Trời ơi, qua mặt thì các bạn ơi, ồ, lên ga đang đạp cái lái ra kìa. Chiếc này là khủng khiếp bự luôn, chiếc này tầm 1000 mấy tấn các bạn. Hiện tại thì nước nó đã cạn nha, mà trong khi đó là hai cái chiếc này là chiếc xà lan lớn mà là chở khẩm nữa. Anh này thì anh đang sử dụng hết tốc lực để mà lặn lên mép bên đây các bạn. Anh khổng lồ mà qua mặt sông cạn thì các bạn hiểu sẽ như thế nào ha. Nước mùa này quá nó rất là gồng. Hiện tại thì anh đang quẹo cái mũi lên nè, quẹo cái mũi qua mấy bên tay phải mình ha. Trời ơi, anh trên kia thì anh chạy đang thả lai gai xuống. Anh này là có nhiệm vụ là quẹo qua, tại vì cái chiếc này nó sẽ nổi hơn chiếc kia một phần á. Quá rồi. Cái chiếc này không phải là nó nổi như gì đâu các bạn, mà lý do cạn á, cạn là nó nổi cái mình lên cho thật sự là lúc nó đủ tải các bạn. Rồi bê cái lái qua bên kia luôn rồi. Bây giờ đang sửa lái nè, để cho qua mặt ha, mình nghĩ là rất là có khả năng là mắc cạn luôn nha các bạn. Tới bên kia luôn rồi, xong luôn. Thứ này là không có đường nào mà qua được các bạn. Quá trời luôn các bạn ơi, bây giờ là ảnh hiện tại ảnh đang đạp cái lái qua để mà ấy ha, nhưng thật sự bây giờ là mắc cạn luôn rồi, chịu hết nổi rồi. Quá xa luôn rồi, không đạp nước rồi kìa.
của những cái người chạy xà lan nha các bạn. Wow. Cái chiếc này nè, chiếc cabin của thống nhất đó là qua mặt ở ngay cầu Dầm Dây. Quá xa luôn chạy. Cái chiếc này thật sự là đáng lý là ôi trời. Ông xã kìa. Này cũng là dòng cabin mà từ cao mình chích đó. Dữ lắm luôn các bạn ơi, anh chạy. Công chuyện luôn rồi các bạn ơi. Chiếc này thì các bạn nghĩ đi, là đáng lý là đã đủ tải thì tới cái vạch 3m8 này ha. Nhưng mà hiện tại là vì nó cạn các bạn, là nước nó nổi lên cỡ này luôn á. Trời ơi. Má ơi. Máy này nó dữ thiệt các bạn. Trời ơi, con khói ông nội mẹ ơi, nó lên trời nè. Quá trời luôn rồi, cái anh này anh nạp chưa qua mặt rồi luôn các bạn, bây giờ là anh lùi luôn rồi. Bây giờ là tìm đủ mọi cách luôn các bạn ơi, là thua luôn rồi, không biết là như thế nào luôn. Để bây giờ mình sẽ chạy qua mép bên kia nha. Thì hiện tại bây giờ là hai bên tài công, hai bên đang bàn cách với nhau để mà giải quyết nha các bạn. Chứ hiện tại bây giờ là quá trời gói nùi luôn rồi, không biết xử lý như thế nào luôn nha các bạn. Đó, bên đây anh này đang lùi lại ha. Chị này thì chắc đang nấu cơm cái gì đây, đi ra coi là cái tình huống như sẽ như thế nào rồi. Có anh đang lùi lại ha. Ôi nước nè. Đó, còn đây thì có chiếc bên đây. Ôi ôi anh đạp các bạn ơi. Máy bên đây thì nó không có gông như là cái máy bên kia đâu các bạn. Trời cạn luôn. Máy này là dòng comment nhưng mà nó yếu hơn cái dòng bên kia ha. Máy bên kia gồng ghê lắm. Ủa khối mút trời trơn. Thôi gì à, bây giờ mình sẽ trả lại chiếc bên kia cho các bạn và mọi người cùng xem nha. Thì cái cách giải quyết bây giờ là anh này anh sẽ lùi lại coi là ở phía ở đằng đó nó sâu hơn không ha. Chứ hiện tại thì cái chiếc bên kia nó không có đủ mạnh các bạn. Còn cái chiếc của anh này thì thôi nẹt một phát rồi, phải nói là khủng khiếp thiệt. Đây, anh sẽ tiếp tục nẹt các bạn nghe ha. Cái tiến bộ của một cái chiếc mang một cái sức mạnh khủng khiếp nè.
Dạ. Đó, thì hai anh này thì đang hai cái mũi đang chuẩn bị qua mặt nhau ha. Thì này là chết dí rối hết rồi. Nước quá cạn mà. Bây giờ là anh chỉ đạp lái thôi. Còn nhường lại cái phần nhiệm vụ cho anh Minh Thống Nhất không chạy qua. Quá trời luôn rồi. Cọ nhau đó các bạn. Cái dưới này dạt qua bên luôn rồi. Ôi ôi. Ôi ôi. Máy nó mạnh bạn ơi. Cái máy này phải nói là nó mạnh dữ thần thiệt. Lên ga là không có ngần ngại chút xíu luôn. Đậu con sông luôn các bạn. Đây là cái phần anh bên đây thì cũng không có chịu thua nghe. Anh có bao nhiêu là anh chơi xa lá luôn các bạn ơi. Nè. Hai chiếc thì nó cũng đối lập và gần nửa chiếc rồi. Đi ngang sắp nửa chiếc rồi. Chiếc cùng chạy tới mà không có nhúc nhích luôn rồi, đã gướng luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi. Rồi không qua được các bạn. Không còn cách nào luôn. Đây là cái nước cạn rồi nè, các bạn thấy là gướng lên cạn là lên một tấc bấy nước luôn rồi nè. Có tài luôn. Bây giờ là các anh phải tính cái đường khác ha. Rất dữ, anh đang lùi lại ha, là có nghĩa là lùi đến khi nào mà cạn rồi các bạn, cho kiếm một chỗ sâu sâu chút xíu. Chỗ này là hiện tại là thua rồi. Máy này dữ thằng mạnh thiệt. Tại vì hai cái chiếc này là phải nói là kích thước quá khủng luôn mà. Ở phía xa thì bao nhiêu chiếc xà lan đang chờ các bạn, không dám qua được. Đằng kia cũng xả khói mịt trời trơn kìa. Cái chiếc bộ này của nó là rất là mạnh. Hết biết. Bây giờ thì cái chị này cũng như các anh này đây là cũng có nùi luôn rồi, không biết xử lý cách nào ha. Bây giờ nó vô được tầm gần nửa chiếc rồi, chưa được nửa chiếc nữa thì nó đã cạn luôn rồi, không còn nhúc nhích. Tới nữa kìa. Bây giờ thì chiếc bên đây là đạp tới, em kia đạp lui lại. Chiếc này quá mạnh luôn các bạn. Quy lực dữ dằn. Trời ơi, chiếc vỏ lãi bê kìa. Các anh vỏ lãi này anh ngán, anh chạy ngang cái anh bê ngang quên luôn. Rồi anh nắm nhất giờ anh bắt sát vô dắt sát luôn. Phải là cái hai chiếc qua mặt kiểu này đây là lịch sử luôn rồi, không qua bao giờ qua được. Người thấp nhất bây giờ là thích qua ở phía sau mà mình một góc luôn rồi. Dữ lắm rồi, ôi ôi. Không có lẽ làm đẹp cái chỗ nào thích hợp hơn các bạn ơi, ở đây nó không thích hợp rồi. Chỗ này thì anh bên hàng tiếng này thì sẽ lùi lại lúc bị đằng kia kiếm cái chỗ sâu hơn chút xíu ha. Giờ này đứng gió mà khói nó lên thẳng không kìa. Khói của cây xi măng. Cái thái bên chiếc thấp nhất thì thấy hơi có mặt là cái chiếc bên đây.
đường tới nha, còn chiếc kia thì đang giao luôn nha. Ừ, một khối nhỏ xíu à, thọ mẹ ơi, cái này mà đi bắt ông trùi thì tới luôn, ông trùi bay hết trơn nguyên một khối luôn. Ông rẻ cũng chạy nó đứng đó không được. Đúng là trời không có gió, nhìn cục khói là cứ như là thiên bồng thiên xấu xuất hiện các bạn. Là quải đạn thì chết. Còn xong rồi bây giờ là có bao nhiêu gác gến nó nổi lên hết trơn luôn rồi. Đẩy một phát một là lên sình luôn. Là mấy anh em xà lan bự bự đi cái tuyến đường này rất là quái các bạn. Thật sự mà nói. Chua. Đúng. Trời ơi đâu mà lú đâu quá vậy. Quá hạn hán luôn. Giờ anh đang ve lại ha để ngã mũi ra. Cái hai anh chị này bên cái xuồng không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Trời ơi. Cái này dầu mỡ nào chịu nổi luôn các bạn. Má ơi, cái trên cầu dữ lắm rồi má ơi. Qua luôn này. Nếu như mà cái chiếc thống nhất này mà nó mạnh như chiếc bên kia thì mình nghĩ là qua được á. Anh này hôm nay thì anh hơi ghê chút xíu. Còn chiếc này thì các bạn thấy là chỗ đạp của nó nghiêng cái đó luôn nè. Ủa nó lấn rồi các bạn. Lên cả mét nước luôn. Mạnh thiệt. Ôi ôi các bạn thấy nó nghiêng một bên nè. Khủng khiếp điện lượng nước nó rút là chàng ơi. Anh bên này thì gồng gánh cho có nữa các bạn. Mình không thấy tới một miếng nào luôn. Nghiêng. Cái chiếc này là nó nghiêng một bên ha. Nó nghiêng một bên dữ lắm nghiêng luôn. Ồ nước nó rút kìa. Cái đường tôi lên dắt bên này nó đang nghiêng lên khoảng 5 tắc. Ôi nó lên gần 5 tắc nước luôn các bạn. Nó nghiêng một bên dữ thiệt. Rồi luôn. Bây giờ đẩy chiếc này lùi luôn các bạn. Nè nó gắn vô vào chiếc này lùi luôn rồi nè. Cục thấu nhỏ xíu rồi má ơi. Chín tỏ luôn là gì. Ôi biết làm sao đây. Vô số rồi đó. Về hay tới rồi không biết. Mình nghĩ về thôi tại vì cái chiếc bên này nó gắn đẩy lùi luôn mà. Anh bên đây tại vì anh bắt cạn rồi đó. Anh làm xương xương để nó lớn đi luôn á. Chắc chút xíu đó là mình đã nghỉ quay đường nha các bạn. Lý do là máy quay mình không thể ngồi cấp đường ha. Ở phía xa đằng sau thì xà lan nó đậu. Trời ơi. Một chiếc rất là đông luôn. Rất là nhiều xà lan với ba ghe cây đằng kia là nó đang chờ đó các bạn. Trong đằng kia là đang có một cái chiếc ghe nữa xà lan cũng khẩm như thế này luôn nè. Trời ơi anh xà lan ở phía sau thì anh đang ngóc ngó cái đầu ra hỏi hủa hai cái chiếc này đang làm cái gì nè. Dữ thiệt chứ. Bây giờ là các bạn thấy trời ơi rồi hết thấy đường luôn rồi. Xong luôn. Thì một anh kia là đang thấy mắc cạn mà vẫn cố tình chen vô á nhưng mà bất thành này đã lùi ra lời hết các bạn. Đó. À, muốn qua qua không được bây giờ phải lùi lại nè. Khác nào giống như là chen vô để mà thử thách các bạn. Đó. Giờ nó rất là tối rồi cho nên là có lẽ là video mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha các bạn. Thật sự thì phải nói là rất là tối rồi mình không thể tiếp tục quay các bạn cùng xem được. Chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo nha các bạn.